Hiện tại bây giờ thì Accent là một trong những cái dòng xe mà có thể làm hài lòng được tất cả những vị khách, kể cả những khách hàng khó tính nhất. Thì bên Hương Hương luôn sẵn sàng rất là nhiều những đầu xe như Accent số tự động và Accent số sàn, mà màu nào thì em Hương cũng có nhé. Thì hôm nay em Hương sẽ lên sóng về một chiếc xe Accent số sàn của em Hương. Accent được sản xuất vào năm 2018, nhưng em này là số sàn. Động cơ trang bị cũng chỉ có 1.4 thôi, và giá chào bán chỉ có 415 triệu. Những bác nào mà đang thích dòng Accent mà không thích đi số tự động mà muốn cảm giác số sàn thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi, xin nhan trên gương. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Em sẽ đi lần lượt vào chiếc xe Accent của em Hương để khách hàng nhà mình cùng tham khảo nhé. Phía sau xe được trang bị 4 mắt cảm biến va chạm, cam lùi, cam hành trình cũng như màn hình giải trí là có hết rồi. Hyundai Accent 2018, động cơ 1.4, số sàn, phím bấm một trạm thông minh trên cánh cửa. Hệ thống trang bị phanh ABS chống bó cứng đầy đủ các bác ạ. Đi một vòng để khách hàng nhà mình có thể nhìn được tất cả những đường dập lổi trên thân xe cũng như lớp sơn đẹp của chiếc xe Accent này. Đèn là đèn bi salon có giải đèn LED và đèn gầm cũng là đèn bi. Hiện tại thì em nó là đang mang biển 98 này. Bây giờ thì em sẽ đi quay chi tiết về tổng thể, tổng thành của chiếc xe Accent 2018 của em Hương nhé. Giá chào bán là 415 triệu. Lên đèn bi salon này, đèn gầm cũng là đèn bi, có hết một dải đèn LED quanh cái đèn pha của em Hương rồi. Trên nắp capo nổi bật với hai đường dập lổi này, hay tất cả với những cái đường dập lổi quanh thân xe. Một đường thẳng từ gương phía trước đi đến đèn hậu phía sau, thẳng tắp một lượt luôn. Nhìn xa như thế này, các bạn nhìn như này, không thể nhìn được những khớp lối đâu, rất là khít mảnh thôi, nhìn cực kỳ tinh tế luôn. Động cơ 1.4, mức tiêu hao nhiên liệu đâu đó chỉ 6 đến 7 lít thôi các bác nhé. Hệ thống trang bị phanh ABS, zin đẹp toàn xe, một dàn lốp mới. Và em này là máy số zin, sơn zin, xin nhan tích hợp trên gương, lẹp chân kính và các vỉ đây ạ, đều là ốp mạ chrome rồi. Tay nắm cửa cũng ốp mạ chrome. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa đây ạ. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng sẽ quay này để các bác nhìn thấy, thẩm định giúp em không hề bị vặn xoáy nhé. Táp ly đây, keo chỉ zin cả 4 cánh cửa. Nếu như đời 2018 rồi mà không zin nữa thì đời nào mới là zin đúng không ạ? Hai túi khí an toàn trang bị trên ghế phụ và trên vô lăng bác tài. Một chút nữa sang bên kia em sẽ quay chi tiết hơn. Ốp cho em rồi, ốp mạ chrome cao cấp ở cái khu vực kệ bước chân lên xuống này. Và bác chủ cũng lắp thêm, mua thêm một cái thảm bằng cao su lon cực kỳ sạch sẽ này. Ghế da Hyundai Accent các bác nhìn này, nổi bật trên nền ghế da là cái đường may màu trà màu đỏ này, chỉ đỏ rất là nổi bật luôn. Ghế da căng mọng không hề bị rách vỡ, gioăng cửa ôm trọn cánh cửa không hề bị mục mọt. Từng con ốc nhỏ nhất cũng không hề có dấu hiệu bị vặn xoáy nhé. 416 triệu cho một chiếc xe siêu phẩm Accent của em Hương. Đời 2018 ạ. Tất cả zin đẹp toàn xe luôn. Thật sự Accent là được rất là nhiều khách hàng quan tâm. Dù là những khách hàng khó tính thì cũng thích dòng Accent. Đi nó lành, máy số nó thì ngon, mà form dáng cũng trẻ trung và năng động không hề quá già. 4 cánh cửa đều là keo chỉ zin. Hệ thống trang bị phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Lốp lắp thì rất là dày dặn luôn. Đèn hậu phía sau cũng được thiết kế to bản các bác nhé. Đèn hậu này thiết kế cực kỳ to bản luôn. Lùi và 4 mắt cảm biến va chạm phía sau với khoang hành lý là thiết kế của bản sedan. Các bác dùng khóa khiển như em Hương này, đây khóa khiển đây. Mở phím này phát là nó sẽ bật khoang cốp lên ngay. Vì là thiết kế của bản sedan hai đầu nên là khoang hành lý cực kỳ rộng rãi luôn. Đây ạ. Sạch sẽ lại còn rộng rãi nữa. Lốp sơ cua này, dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên và đầy đủ để phòng trừ những trường hợp xấu nhất khi mà mình đi trên đường không may lốp lắp có làm sao. Thì mình còn có cái mà ứng xử đúng không ạ? Trước khi gọi gara đến kéo thì hay là như thế nào không may thôi ạ. Trường hợp xấu nhất thì sẽ có đầy đủ dụng cụ cho mình rồi. Máng nước hai bên không hề bị biến dạng đâm xô, kể cả những cái bấm này các bác nhìn này, cực kỳ xuất sắc luôn ạ. Quay lên lắp cốp cũng vậy luôn, keo chỉ zin toàn bộ lắp cốp. Thảm chống nóng giảm nhiệt lắp cốp còn nguyên, một đôi cao su vẫn còn đầy đủ nhá, không hề bị mất. Cam lùi, cam hành trình, gương kính tất cả các ô, dù là ô bé nhất cũng đã đều là liền đời theo xe. Lốp lắp rất là dày, la răng đẹp luôn. La răng hợp kim chất luôn các bác, lốp này phải nhìn thấy những cái hòn sỏi nó còn ăn sâu vào lốp như thế này
thì mới gọi là đẳng cấp đúng không ạ? Ghế da cao cấp luôn. Ghế da cao cấp không hề bị mục mọt, rách vỡ nhăn nheo vì đời 2018 mà. Siêu xuất sắc, 4 cánh cửa đều là keo chỉ zin cho em nhé. Phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa đây ạ. Ghế da zin đẹp. Chiếc xe Accent 2018 số sàn của em Hương còn trang bị thêm một bộ phận đây ạ. Một em chống hỗ trợ trơn trượt cho em nhé. Chống hỗ trợ trơn trượt này. Order chuẩn đây ạ. Order chuẩn là 5 vạn mốt, đời 2018. Vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi có khẩu lệnh này. Màn hình giải trí điều hòa hai vùng cổng sạc 12V, tương ứng với là 180W đây. Cần số đây cực kỳ sắc nét luôn, không rách vỡ này. Phanh tay sạch đẹp luôn. Em này thì cũng có đề lỗ thông minh rồi. Các cái cần như là đèn pha tự động hay riếc đây, đầy đủ luôn. Những cái đấy em sẽ không nói đến, không cập nhật đến nhiều. Quan trọng là máy số. Và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó là nước sơn rồi. Nếu như nước sơn mà hợp, mà đẹp, hợp với mệnh, hợp với phong thủy của mình thì các bác sẽ chốt luôn chứ không còn phải lăn tăn gì. Lúc đấy mới quan tâm đến máy số đúng không ạ? Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của siêu phẩm Accent, được sản xuất vào năm 2018, hộp số sàn động cơ 1.4. Giá chào bán chỉ có 416 triệu thôi. 416 triệu. Máy móc của Accent này, 4 máy nhìn rất là rõ ràng luôn các bác nhé. Hệ thống cho phanh ABS chống bó cứng này, zin đẹp từ máy số cho đến những con ốc nhỏ linh kiện trên xe. Zin đẹp toàn xe luôn các bác ạ. Máng nước hai bên cũng không hề bị đâm xô ngập nước. Các bác nhìn kỹ này, từ ốc mặt máy, ốc vách cam và ốc chân máy, hay những cái thanh ngang này, hay đi sâu hơn nữa bên đây ạ. Nhìn thế này, toàn nhìn thấy nguyên bản còn nguyên như thế này, các bác đã muốn chốt xe rồi. Keo chỉ zin toàn bộ, lắp cabo luôn các bác nhé. Keo chỉ zin toàn bộ luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá một chiếc xe Hyundai Accent đời 2018, số sàn động cơ trang bị 1.4. Những bác nào thật sự quan tâm chiếc xe Accent, một chiếc xe được rất là nhiều khách hàng quan tâm, thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại khách hàng nhà mình vào những buổi báo giá tiếp theo, cũng như là 11:30 các ngày trong tuần. Em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên livestream Lê Hương ô tô Hải Dương trên fanpage nhé. Accent 2018 số sàn, giá chào bán 416 triệu.